Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nội dung tiếp theo, đó là máy biến áp trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Thì máy biến áp như chúng ta biết đó là một thiết bị được dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện trước khi đến gia đình chúng ta sử dụng, hoặc là máy biến áp được sử dụng trong các thiết bị điện trong gia đình của chúng ta. Thì sau đây chúng ta lần lượt tìm hiểu các cái định nghĩa cũng như là các cái đại lượng liên quan máy biến áp. Trước hết chúng ta tìm hiểu đó là máy biến áp, đó là một thiết bị dùng để biến đổi điện năng sang điện năng dựa vào điện lực cảm ứng điện từ, tức là từ một loại điện năng này sẽ được chuyển sang một dạng điện năng khác nhờ máy biến áp. Ví dụ chẳng hạn như tại đường điện ở từ nhà máy điện truyền đi, thì thường là cái điện áp nó sẽ rất cao, do đó để sử dụng được ở các hộ gia đình hoặc là các doanh nghiệp công ty thì bắt buộc chúng ta phải hạ áp xuống để phù hợp với các hộ gia đình sử dụng cũng như là cả các công ty xí nghiệp. Như vậy để muốn thực hiện cái việc chuyển đổi điện áp này thì người ta sẽ sử dụng máy biến áp. Và đối với máy biến áp thì các thông số dòng và áp ở ngõ vào và ngõ ra sẽ có giá trị khác nhau. Tức là điện áp khi vào máy biến áp cũng như là dòng điện thì ở ngõ ra nó sẽ có giá trị khác. Có nghĩa là ví dụ điện áp chúng ta vào là giả sử là 10 kV và điện áp ra nó sẽ hạ xuống còn là 220V hoặc là 380V phù hợp với nhu cầu sử dụng của sinh hoạt của người dân cũng như là của các cái hộ kinh doanh sản xuất hoặc là các cái công ty xí nghiệp. Và đặc biệt là đối với máy biến áp thì tần số nguồn điện ở ngõ vào và ngõ ra sẽ có cùng giá trị. Tức là cho dù chúng ta biến đổi điện áp hay là biến đổi dòng điện thì tần số của dòng điện này sẽ không đổi. Như là ví dụ hiện nay thì chúng ta đang sử dụng tần số là 50 Hz, thì sau khi biến đổi điện áp hay là dòng điện ở ngõ ra thì tần số này vẫn giữ nguyên là 50 Hz, sẽ có giá trị không đổi. Vì các loại máy biến áp thì tùy theo chức năng sử dụng cũng như là về cấu tạo mà sẽ có các loại biến áp khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như căn cứ vào cái loại nguồn điện cấp vào cho cuộn sơ cấp của máy biến áp thì người ta có thể chia cái máy biến áp này ra làm, đó là máy biến áp 1 pha và máy biến áp 3 pha, hoặc là căn cứ vào hình dạng lá thép tạo nên các mạch từ thì chúng ta có thể chia máy biến áp thành 2 dạng, đó là dạng lõi và dạng dạng bọc. Thì trên hình chúng ta thấy đây là loại biến áp 1 pha và 3 pha cấu tạo dựa vào điện áp cấp vào ngõ vào của cuộn sơ cấp, thì sẽ có cái loại là 1 pha và loại 3 pha. Như chúng ta thấy đây là cái loại máy biến áp 1 pha và đây là loại máy biến áp 3 pha. Hoặc là về cái hình dạng cấu tạo các cái lá thép cấu tạo nên máy biến áp thì chúng ta sẽ có là cái dạng dạng lõi, máy biến áp dạng lõi 1 pha, máy biến áp dạng lõi 3 pha, hay là máy biến áp dạng bọc 1 pha cũng như là máy biến áp dạng bọc 3 pha. Thì đối với máy biến áp chúng ta cần lưu tâm đến các cái đại lượng định mức. Những đại lượng định mức này chính là các cái giá trị mà nhà sản xuất nên các cái loại máy biến áp này họ đã ấn định các cái thông số liên quan đến các máy biến áp. Thì những cái thông số này được coi là các cái giá trị định mức. Thì chúng ta có các giá trị định mức, đó là điện áp định mức, dòng điện định mức và công suất biểu kiến định mức. Đây là 3 thông số đi kèm với các loại máy biến áp khi nhà sản xuất ra các cái loại máy biến áp. Để làm gì? Khi mà chúng ta biết được các cái giá trị điện áp, dòng điện cũng như là cái công suất định mức này thì chúng ta sẽ sử dụng máy biến áp hiệu quả hơn.
tức là chúng ta sẽ sử dụng các cái tải đấu vào các máy biến áp này sao cho nó phù hợp, sao cho nó đúng với các cái điện áp và dòng điện cũng như là công suất của từng loại máy biến áp, để tránh trường hợp là quá tải đối với các loại máy biến áp, hoặc là chúng ta sử dụng máy biến áp mà chúng ta gọi là trường hợp là non tải, tức là chúng ta phung phí đi cái công suất của máy biến áp. Chúng ta mua một loại máy biến áp công suất thì rất lớn, tuy nhiên việc sử dụng của chúng ta thì không công suất tương đối rất nhỏ, như vậy chúng ta sẽ phung phí đi cái chi phí để đầu tư cho loại máy biến áp này. Nếu chúng ta tìm hiểu về điện áp định mức thì chúng ta có điện áp sơ cấp định mức. Điện áp sơ cấp định mức là điện áp cấp vào ngõ vào của biến áp và ký hiệu là V1DM. Thì điện áp này là theo cái quy định của nhà sản xuất. Ví dụ ngõ vào là 380V hay là cao hơn nữa thì tùy theo loại máy biến áp nhà sản xuất quy định cái ngõ vào là bao nhiêu, thì chúng ta gọi đây là điện áp sơ cấp định mức. Và cái giá trị điện áp thứ hai đó là điện áp thứ cấp định mức. Điện áp thứ cấp định mức là điện áp đo được ở hai đầu dây quấn thứ cấp khi hở mạch, tức là khi mà máy biến áp này chưa đấu nối tải vào ở hai ngõ ra của máy biến áp, và do đó là chúng ta đo được cái điện áp này. Thì điện áp này được gọi là điện áp thứ cấp định mức và được ký hiệu là V2DM. Và trong trường hợp là máy biến áp không mang tải, máy biến áp không mang tải tức là trường hợp chúng ta chưa có đấu nối vào các thiết bị sử dụng hay là gọi chung là tải vào hai đầu ngõ ra của máy biến áp, thì điện áp được cấp từ nguồn sẽ có giá trị bằng điện áp sơ cấp được cấp từ nguồn sẽ có giá trị bằng đúng với cái định mức nếu trường hợp mà chúng ta chưa có tải. Thì điện áp sơ cấp được cấp từ nguồn đúng với điện áp định mức là chúng ta ký hiệu là V1 thì sẽ bằng V1DM, tức là điện áp được cấp từ nguồn sẽ bằng đúng với điện áp định mức theo quy định của nhà sản xuất. Và điện áp thứ cấp lúc không tải ký hiệu là V20, thì V20 lúc này cũng sẽ bằng điện áp định mức của nhà sản xuất, đó là V2DM trong trường hợp mà chúng ta chưa đấu tải vào cái ngõ ra của máy biến áp này. Dòng điện qua dây quấn sơ cấp tại trạng thái không tải thì gọi là dòng không tải của máy biến áp và ký hiệu là Y10 là dòng không tải của máy biến áp. Và trường hợp máy biến áp mang tải thì dòng điện sơ cấp và thứ cấp nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ lớn cũng như là tính chất của tải, thì hai giá trị này nó sẽ thay đổi và có thể là nó cũng sẽ không bằng cái giá trị định mức của nhà sản xuất đã quy định từ ban đầu. Dòng điện định mức sơ cấp được ký hiệu là Y1DM, đó là dòng điện đặt vào cuộn sơ cấp của máy biến áp theo quy định của nhà sản xuất. Thì cũng tương tự như là điện áp định mức thì chúng ta cũng có một giá trị, đó là giá trị dòng điện định mức cũng được quy định bởi nhà sản xuất và được ký hiệu là Y1DM. Và tương tự chúng ta cũng có dòng điện định mức thứ cấp, là dòng điện được đo ở hai đầu thứ cấp tương ứng với điện áp định mức, cũng giống như trường hợp điện áp định mức thì chúng ta cũng có dòng điện thứ cấp định mức và dòng điện này ký hiệu là Y2DM. Và chúng ta thấy đây là sơ đồ của hai cái hình tương ứng hai trường hợp là máy biến áp mang tải bất kỳ, mang tải một cái tải bất kỳ nào đó, tức là cái tải này nó có thể là giá trị công suất có thể lớn hơn hoặc là nhỏ hơn đối với cái công suất của máy biến áp, hoặc là trường hợp là máy biến áp mang tải định mức, tức là trường hợp này tải có công suất tương đối là đúng với công suất của máy biến áp, thì chúng ta có hai trường hợp.
Trừ trường hợp là khi mà tải mắc vào cuộn thứ cấp của máy biến áp thì nó sẽ xảy ra các cái trường hợp, đó là cái gì? Đó là điện áp thứ cấp ở hai đầu tải, ký hiệu là V2, ký hiệu là V2. Trường hợp này chúng ta đã đấu tải vào rồi thì điện áp đo được ở hai đầu thứ cấp này nó sẽ là V2. Thì V2 này nó có thể là sẽ khác là V2 định mức, tức là nó sẽ khác đối với cái điện áp thứ cấp định mức này khi chúng ta đấu tải vào, thì tùy thuộc vào cái tải mà điện áp chúng ta đo được ở hai đầu thứ cấp này nó sẽ không bằng với cái điện áp thứ cấp theo quy định của nhà sản xuất. Rồi trong trường hợp là tải bất kỳ nữa thì dòng điện qua tải và dây quấn thứ cấp ở máy biến áp, tức là lúc này đó là cái dòng I2, đó là dòng I2, và dòng điện qua cuộn sơ cấp lúc này nó sẽ là cái dòng I1. Thì dòng I1 và dòng I2 này thì nó cũng có thể là nó sẽ khác với dòng điện định mức I1DM và I2DM của nhà sản xuất đã ấn định kèm theo sản phẩm mà khi họ đã sản xuất nên thiết bị. Và một cái nữa là khi dòng điện và dòng điện qua tải và cuộn thứ cấp máy biến áp là I2DM, thì dòng điện qua cuộn sơ cấp I1DM, thì trường hợp này chúng ta gọi là máy biến áp đang đầy tải hay là máy biến áp đủ tải. Tức là trường hợp mà chúng ta đã đấu tải vô rồi mà chúng ta đo đạt, chúng ta thấy là dòng điện trong trường hợp này nó là I2DM đối với ngõ ra, đối với cuộn thứ cấp, hay là dòng điện chúng ta đo được ở trên tải, hoặc là chúng ta đo được dòng điện ở ngõ vào của cuộn sơ cấp, đó là I1DM, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là máy biến áp đầy tải, đủ tải, hay là máy biến áp là mang tải đúng định mức. Đó là các cái thông số mà chúng ta cần để ý trong quá trình sử dụng. Và một thông số kế tiếp nữa đó là công suất định mức. Thì trong trường hợp này là công suất biểu kiến định mức, có nghĩa là công suất của máy biến áp được quy định bởi nhà sản xuất. Thì khi chúng ta trang bị máy biến áp thì chúng ta cũng lưu ý đến cái giá trị công suất này để chúng ta chọn cái loại máy biến áp sao cho phù hợp với công suất mà chúng ta dự kiến cần sử dụng. Giống như đã nói từ đầu là tránh trường hợp là chúng ta đầu tư một cái loại máy biến áp mà nó sẽ không đủ tải, hoặc là nó sẽ gây phung phí cho cái vấn đề đầu tư, thì chúng ta cũng nên quan tâm đến giá trị của cái công suất này. Vì công suất biểu kiến định mức của máy biến áp là công suất định mức của máy biến áp được quy định bởi nhà sản xuất và ký hiệu là SDM, tức là S định mức. Thì S định mức này sẽ bằng là V2 định mức nhân cho I2 định mức, hay là bằng V1 định mức nhân cho I1 định mức. Và khi máy biến áp mang tải thì để biết được mức độ tải của máy biến áp so với công suất định mức thì người ta sẽ sử dụng hệ số là KT cho máy biến áp. Tức là chúng ta sẽ xác định cái hệ số này để xem coi máy biến áp chúng ta đang sử dụng nó là đủ tải, quá tải hay là non tải, tức là chưa đủ tải, thì người ta sẽ căn cứ vào cái hệ số KT này. Và KT được xác định bởi công thức, tức là I2 chia định mức, hay là bằng I1 chia I1 định mức, hoặc là bằng S2 chia cho S2 định mức. Và giá trị của KT này sẽ dao động trong khoảng là từ 0 cho đến 1, dao động từ 0 cho đến 1. Nếu trường hợp mà hệ số KT này nhỏ hơn bằng 1 thì máy biến áp này được gọi là máy biến áp non tải, tức là tải vẫn chưa đáp ứng đủ công suất của máy biến áp. Và nếu trường hợp cái KT này sẽ bằng 1 thì máy biến áp này được gọi là máy biến áp đầy tải, tức là đã đủ tải. Và trong trường hợp hệ số KT là lớn 1 thì máy biến áp chúng ta đã quá tải, tức là chúng ta đã sử dụng quá nhiều thiết bị đối với ở ngõ ra của máy biến áp này, thì cái đó chúng ta sẽ có các biện pháp tương ứng để làm sao sử dụng cái máy biến áp chúng ta nó hiệu quả hơn. Phần kế tiếp là ứng dụng hay là chức năng của máy biến áp. Thì máy biến áp là một thiết bị có cái cấu trúc là tương đối phức tạp và rất đặc biệt trong cái hệ thống điện. Nó đóng cái vai trò đó là cầu nối và chuyển tiếp điện năng
ở các cấp điện áp khác nhau nhằm phục vụ cho việc truyền tải điện từ nguồn đến nơi tiêu thụ. Thì máy ống áp là thường có chức năng là dùng để nâng áp, hạ áp hay là ổn áp. Ví dụ ở trường hợp mà hạ thế tức là hạ áp thì có thể là hạ áp từ 10 kV xuống 220V hoặc 380V để truyền vào các hộ gia đình sử dụng cũng như các cơ quan xí nghiệp, hoặc là dùng để nâng thế thì thường thường nó sẽ nâng thế lên từ 10 kV hoặc 50 kV lên 110 kV hoặc 500 kV để đưa lên đường dây truyền tải điện để truyền điện áp đi xa hơn nữa đến các cái nơi mà cần sử dụng, hoặc là dùng để ổn định cái điện áp tại nơi tiêu thụ, hoặc là dùng cho các cái thiết bị nhỏ, ví dụ là giảm áp từ 220V xuống còn 24V, 12V, 5V, vân vân. Thì theo chức năng sử dụng mà chúng ta sẽ có các cái loại máy biến áp tương ứng. Thì trên sơ đồ chúng ta thấy đó là một cái ứng dụng quan trọng của máy biến áp, đó là dùng để thực hiện cho việc truyền tải điện năng. Ví dụ điện năng ở nhà máy sản xuất điện, khi mà nhà máy sản xuất điện này sản xuất điện áp ra thì thường thường cái điện áp này nó sẽ không lớn, không đủ lớn để truyền tải đi xa. Cho đó để mà thực hiện việc truyền tải điện áp này đi xa hơn nữa thì người ta sẽ dùng một cái máy biến áp dùng để nâng cái điện áp là lên. Thì điện áp này sau khi được nâng lên sẽ đưa lên đường dây truyền tải điện để truyền đi xa hơn nữa. Và khi mà gần đến nơi tiêu thụ thì để mà sử dụng được thì cái điện áp này sẽ được hạ xuống thông qua một máy biến áp để giảm cái hiệu điện thế xuống một bậc. Ví dụ chẳng hạn trên đường dây này là 500 kV, chúng ta hiện nay thường hay nghe nói là đường dây 500 kV, thì ví dụ vậy thì điện áp đang truyền ở trên đường dây này 500 kV, trước khi mà sử dụng được thì nó sẽ hạ xuống một bậc, ví dụ chẳng hạn là hạ xuống còn 110 kV và tiếp tục truyền đi. Và khi mà gần đến nơi sử dụng của hộ gia đình hay là các cái cơ quan xí nghiệp, nhà máy thì chúng ta phải hạ điện áp xuống nữa để phù hợp với các cái thiết bị sử dụng. Và thường ở giai đoạn này máy biến áp sẽ hạ xuống là còn khoảng 220V hoặc là 380V tùy theo nhu cầu sử dụng của các cái hộ gia đình ở đây, thì máy biến áp nó sẽ hạ thay xuống để phục vụ cho việc sử dụng của người dân, của cơ quan xí nghiệp. Và đây là cái một số loại máy biến áp được sử dụng ở các thiết bị nhỏ trong gia đình chúng ta. Ví dụ máy biến áp chúng ta thấy là có trong các cái âm ly, các cái mạch phát đại âm thanh, thường chúng ta hay gọi là âm ly trong gia đình chúng ta, để phát đại tín hiệu âm thanh lên, hoặc là trong các cái mạch điện tử mà chúng ta, các cái thiết bị mạch điện tử chúng ta sử dụng hàng ngày, ví dụ là các radio, cassette, vân vân, đầu đĩa chứ đấy, vân vân, thì thường sẽ có các cái loại máy biến áp này để hạ áp xuống, ví dụ hạ xuống còn là khoảng 12V, 15V, 18V, 24V, 9V, 6V, 3V, vân vân, tùy theo cái thiết bị trong đó sử dụng như thế nào, thì các cái loại máy biến áp này sẽ có ngõ ra tương ứng để cung cấp cho các cái mạch chức năng tiếp theo được sử dụng. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp. Về cấu tạo thì máy biến áp được cấu tạo thứ nhất là bao gồm các cái lỗ thép. Thì lỗ thép này được dùng để là dẫn từ, được chế tạo bằng các cái vật liệu là dẫn từ tốt, thường là thép kỹ thuật điện, có bề dày là khoảng 0,35 cho tới 1 mm. Mặt ngoài các lá thép này có sơn cách điện và xếp lại với nhau thành các cái lõi. Thì những cái lõi này có một số cái hình dạng, ví dụ là dạng lõi thép EI, tức là chúng ta có dạng chữ E và chữ I ghép lại với nhau, hoặc là lõi thép dạng là UI, tức là lõi thép có dạng chữ U và chữ I ghép lại với nhau, hoặc là lõi thép hình xuyến, hoặc là lõi thép hình xuyến, thì theo cái dạng. Và cái cấu tạo, một bộ phận cấu tạo kế tiếp nữa để tạo nên cái máy biến áp đó là dây quấn. Nhiệm vụ của dây quấn là nhận cái năng lượng vào và truyền năng lượng ra, tức là lấy năng lượng vào và sau đó
do cái hiện tượng cảm ứng điện từ mà nó sẽ tạo thành cái năng lượng để truyền ra ở ngoài ra. Thì các cuộn dây được quấn bằng đồng hay là bằng nhôm và được phủ bằng lớp bảo vệ giấy cách điện hay lớp men sứ có điện môi cao. Và nguyên lý làm việc của máy biến áp thì nguyên lý làm việc của máy biến áp là dựa vào định lực Faraday và dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ tạo ra trực trường và nó sẽ sinh ra dòng điện ở cuộn dây thứ cấp kế tiếp. Hệ sự biến thiên từ thông trong cuộn dây sẽ tạo ra một hiệu điện thế cảm ứng và từ đó chúng ta sẽ có dòng điện để truyền đi hay là để sử dụng cho các mục đích khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ theo dõi video mô phỏng về quá trình cấu tạo cũng như là cách sử dụng của máy biến áp. Máy biến áp hoạt động như thế nào? Hiện tại đang có hai loại điện, đó là điện xoay chiều và điện một chiều. Máy biến áp chỉ có thể hoạt động bằng cách sử dụng dòng điện xoay chiều. Khi dòng điện chạy qua sợi dây cáp, nó sẽ phát ra từ trường. Nếu chúng ta truyền dòng điện một chiều qua dây cáp, từ trường sẽ không thay đổi. Nhưng nếu chúng ta truyền dòng điện xoay chiều qua dây cáp, thì từ trường sẽ tăng và giảm cường độ và thay đổi cực tính khi dòng điện thay đổi hướng. Nếu chúng ta đặt nhiều dây cáp với nhau và truyền dòng điện qua chúng, thì từ trường trong mỗi sợi dây cáp sẽ kết hợp lại với nhau để tạo ra từ trường mạnh hơn. Khi chúng ta quấn một sợi dây thành một cuộn dây, thì mỗi vòng dây sẽ lại tạo ra một từ trường. Nhưng bây giờ, tất cả chúng sẽ hợp nhất với nhau và tạo thành một từ trường mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, nếu chúng ta đặt một cuộn dây thứ hai gần với cuộn thứ nhất, và truyền dòng điện xoay chiều qua cuộn thứ nhất, thì từ trường mà nó tạo ra sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng ở bên cuộn dây thứ hai. Điểm quan trọng ở đây là từ trường đang thay đổi phân cực cũng như cường độ. Sự thay đổi cường độ và hướng của từ trường liên tục sẽ làm rung động các electron tự do trong cuộn dây thứ cấp, và điều này buộc chúng phải di chuyển. Chuyển động này được gọi là lực điện động hoặc EMF. Lực điện động không xảy ra khi chúng ta truyền dòng điện một chiều qua cuộn sơ cấp. Đó là do từ trường không thay đổi nên các electron trong cuộn thứ cấp sẽ không bị buộc phải di chuyển. Bạn vẫn có thể tạo ra dòng điện cảm ứng với nguồn điện một chiều bằng cách tắt và mở nguồn điện liên tục. Như bạn có thể thấy trên hình minh họa, mỗi khi mạch sơ cấp tắt hoặc mở tương ứng với điện áp tăng hoặc giảm, nó sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng bên cuộn thứ cấp. Vì mỗi khi bạn tắt hoặc mở điện cho cuộn sơ cấp là bạn đã tạo ra sự thay đổi từ trường. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sử dụng dòng điện xoay chiều để cấp cho cuộn sơ cấp. Quay trở lại với mô hình máy biến áp hiện tại của chúng ta. Với cách thiết lập cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp như vậy sẽ gây lãng phí rất nhiều từ trường do cuộn sơ cấp tạo ra. Bởi vì phần lớn từ trường này không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cuộn thứ cấp. Để khắc phục sự lãng phí này, các kỹ sư đã đặt một lõi thép giữa các cuộn sơ cấp và thứ cấp. Lõi thép này được làm bằng vật liệu dẫn từ. Vòng thép này giúp từ trường đi dọc theo một đường dẫn đến cuộn thứ cấp. Do đó, chúng sẽ chia sẻ từ trường và điều này làm cho máy biến áp hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng một lõi sắt vẫn chưa phải là một giải pháp hoàn hảo. Một phần năng lượng vẫn sẽ bị mất đi thông qua một thứ gọi là dòng điện phu cao. Dòng điện phu cao luôn chống lại nguyên nhân đã tạo ra nó, và đây là nguyên nhân sẽ làm nóng máy biến áp. Điều này có nghĩa là năng lượng sẽ bị mất đi dưới dạng nhiệt. Để khắc phục được vấn đề này, thay vì sử dụng một loại thép dày, các kỹ sư đã sử dụng nhiều lá sắt mỏng ghép lại với nhau để tạo thành một loại thép dày. Và điều này đã làm giảm đáng kể dòng điện phu cao. Máy biến áp được sử dụng để tăng hoặc giảm điện áp bằng cách tăng hoặc giảm số lượng vòng dây được quấn ở phía cuộn thứ cấp. Cụ thể, để tăng điện áp thì số lượng vòng dây ở cuộn thứ cấp phải nhiều hơn ở cuộn sơ cấp. Còn nếu muốn giảm điện áp thì số lượng vòng dây trong cuộn thứ cấp phải ít hơn ở cuộn sơ cấp. Ví dụ, các nhà máy sản xuất điện thường được đặt ở rất xa khu dân cư. Để có thể truyền tải dòng điện đi xa,
Trước tiên, người ta phải kết nối nguồn điện từ nhà máy sản xuất điện vào máy biến áp để tăng điện áp lên rất cao, thường được gọi là điện cao thế hay điện cao áp. Mục đích chủ yếu của việc sử dụng điện cao áp để truyền đi xa chính là nhằm giảm thiểu những tổn thất điện trên đường dây trong quá trình truyền. Do dây dẫn điện thường được làm bằng dây nhôm hoặc dây đồng, chúng có tỷ lệ điện trở nhất định, và điện trở này sẽ biến điện năng thành nhiệt năng trong quá trình truyền điện. Điều này làm cho một phần điện năng sẽ bị tổn thất trong quá trình truyền tải, và vì đường truyền tải điện rất dài nên điện năng bị tổn thất do điện trở dây dẫn gây ra sẽ là rất lớn. Do đó, phương pháp tốt nhất để giảm tổn hao trên đường truyền tải điện hiện nay là dùng điện cao áp để truyền tải. Sau khi đã được hòa lưới điện, dòng điện sẽ được truyền tải tới các thị trấn và thành phố. Ngay khi dòng điện này đến các thị trấn và thành phố, nó sẽ lại một lần nữa được kết nối với một máy biến áp khác. Nhưng lần này lại có mục đích là hạ điện áp xuống thấp hơn để an toàn cho những người dân xung quanh. Mức điện áp này thường được gọi là điện trung thế. Từ đây, nguồn điện sẽ được phân phối cục bộ trong các mạch nhỏ hơn trong các đường phố. Máy biến áp cho các tòa nhà thương mại và các trạm điện thường là loại 3 pha. Các máy biến áp 3 pha này có thể được chế tạo từ 3 máy biến áp riêng biệt và được nối với nhau, hoặc chúng có thể được chế tạo thành một đơn vị lớn với loại sắt dùng chung. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về cấu tạo cũng như là chức năng và các ứng dụng của máy biến áp. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.